Chị bị ngốc và emoji ăn được đấy. Thế là mochi ăn được á? Lại đùa chị, biết chị hay ăn nên lúc nào cũng tưởng chị ham ăn. Chị không ham ăn đâu, cái này uống thuốc chị sang nhà. Ủa, cái này ăn được thật hả? Thế không phải mochi sầu huyết à? Ủa, sushi rủ mình sang đây làm gì? À, kinh đây. Sang để khoe mochi sầu huyết đây. Wow, hôm trước mình cũng sang nhà em họ mình mẹ em ý cũng mua cho một cái mochi sầu huyết mềm như thế này luôn. Wow, đàn hồi lắm các em ạ. Wow, công nhận mochi sầu huyết đàn hồi thật đấy. Wow, mà cảm giác như thật luôn. Thì ra đây là mochi sầu huyết hả? Chị làm gì đấy? Kinh, mẹ muốn mua cho mochi sầu huyết hả? Thảo nào xà mềm thế. Không nói xong rồi cứ bảo chị sang đây. Mềm như thật luôn này. Ôi. Sao em lại ăn? Đây là mochi sầu huyết chứ không ăn được đâu. Ăn được. Đây là đồ chơi mà. Đồ chơi kiểu đồ chơi. Nhìn em à. Chị bị ngốc và cái mochi ăn được đấy. Đây là mochi ăn được á? Lại đùa chị, biết chị hay ăn nên lúc nào cũng tưởng chị ham ăn. Chị không ham ăn đâu, cái này uống thuốc chị sang nhà. Ủa, cái này ăn được thật hả? Thế không phải mochi sầu huyết à? Không phải. Thế đây là cái gì hả em? Mochi. Đây là bánh mochi á? Trời ơi, sao nó giống mochi sầu huyết vậy này? Nó cũng cứ đàn hồi như này. Chị lại tưởng đây là đồ chơi. Bánh ăn được à? Ăn được thật không? Trời. Như mochi luôn. Có chị nàn nhân nè. Mật ong. Của em là đậu đỏ. Em ăn thử của chị xem. Ngon cực. Cái này ngon hơn này. Đấy, đúng không? Làm gì mà cứ tưởng đây là mochi đồ chơi ấy. Của em chị cơ. Ăn đi, em ăn đi. Ui, cho tay vào thấy bẩn lắm. Không ngon thế đâu, mẹ chị bảo là tay mình bẩn lắm. Mình cắn cả đi. Chị lại cứ tưởng em lừa chị lại mang đồ chơi ra ăn. Lần trước chị đã ăn nhầm cái sweet của em mà em mua cái bánh ấy, chị lại tưởng là cái bánh cơ. Lần này cũng tưởng là nó cũng là mochi sweet, phải là đây là mochi thiệt. Mochi này ăn được. Ngon quá, cảm ơn em yêu. Lúc nào cũng chỉ nhớ chị ơi. Ngon nhỉ? Ngon đúng không? Ủa, cái này có nhiều vị đấy. Hóa ra chị tưởng không? Nó chỉ có một vị nhưng mà là hai vị, trong những cái này là vị khác ấy nhỉ? Thôi cái này để phần bố mẹ, à rồi bố mẹ em đi. Bố mẹ ăn thế không? Trời ơi, già hết người rồi này. Thầy chơi. Chơi ở đâu? Em có vườn á. Nếu có vườn à? Thế vẫn ra vườn đúng không? Mới à? Em trồng cây gì ấy? Trồng nhãn bao giờ mới được ăn rồi trời. Chị tưởng là trồng cây gì mà có thể ăn được luôn cơ. Cà phê đi. Ủa? Có quả chưa? Chúng mình đi pha bạc chuột nè. Ủa? Xong rồi nho xanh nữa. Ui, sao đợt này nhà em trồng nhiều cây thế? Mà toàn cây chỉ thích ăn thế. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp